tôi mượn tay. Nè, tay nè. Tôi thổi chỉ cho nha. Ờ đúng rồi, tôi thổi nè. Miệng của tôi mà, tôi muốn thổi sao tôi lỡ tôi thổi vậy. Trời. Anh biết sao mà họ thổi không đúng. Anh biết sao thổi không đúng. Bạn sao thổi không đúng. Biết sao thổi đúng và biết sao thổi không đúng. Anh phải đưa ra cái luật. Ông quy định tôi hướng dẫn anh rồi. Ờ, quy định có luật là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải đưa ra cái là thổi sao là đúng, thổi sao không là không đúng. Tôi thổi thì thổi không? À, anh thổi là cái chuyện của anh. Còn người, nói chuyện mỗi anh mỗi anh người là mỗi cái ý kiến của người dân. Đúng không? Tôi hướng dẫn anh thổi nè. À, anh hướng dẫn cho tôi thổi là tuyệt vời. Để cho ông của anh nha. À, ok. Tôi hướng dẫn anh thổi nha. Ok. Anh thổi sao? À, đôi miệng, học vô. Ờ, à, thổi anh dài. Ờ, tuyệt vời. Đúng không? À, đúng rồi. Đúng không? Còn tôi nè. Tôi thổi nè. À. Không có nồng độ cồn. Đúng rồi, tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng với mấy anh. Rồi nha. Thổi đi. Hướng dẫn anh rồi nha. Mấy anh ở đây, đúng không? Tôi sẵn sàng là tôi đã nhậu xỉn rồi. Tôi không thổi gì hết, tôi đã nồng độ cồn của tôi lên tức ngưỡng rồi. Đúng không? Tôi không cần thổi. Bây giờ anh muốn là theo bài bản là ghi nhận sự việc phải không? À, thì tôi gọi, tôi thổi. Thổi giống như thổi đó. À, tôi thổi, tôi vẫn thổi. Rồi. À, anh bấm bậy. Không, anh bấm bậy. Thổi là phải thổi đàng hoàng. Tôi thổi mà anh bấm là sai. Không bấm anh mấy, tao gọi tôi mấy. Không, anh này anh bấm. Anh bỏ tay. Anh bấm rõ ràng. Không quên anh cái máy để tôi đi. Quên máy giữa mặt mà trên nếu mà anh không bấm á đi. Nếu anh bấm á nhà bay á anh bị đụng xe mẹ anh luôn, gia đình anh chết luôn. Nói nha. Cẩn thận lời nói của anh. Tôi cẩn thận lời nói của anh. Và có thể là anh phải có sử dụng lời nói. Nhưng mà anh phải tôi đúng cho anh biết nha. Nồng độ của anh là 1.67. Không, anh bấm. Đây ra. Anh bấm. Nãy dùng tay rồi sao? Anh bấm. Anh áp dụng cái luật đó là anh sai. Đây à, tôi thông báo cho anh biết nha. Thì tôi nghe, bạn không có nghe tôi không? Không, không nghe. Sai cái tình trạng người ta rồi sao? Không. Hả? Anh đừng có nói cái câu đó. Lấy biên bản rồi. Chính xác không? Nói là hình sự. Biên bản là lập nó luôn đi. Đó lập chắc rồi gì đó. Rồi cái mặt ra là hình sự. Biên bản là. Rồi cái mặt ra hình sự. Bây giờ á tôi nói anh nghe. Tôi bước đi, tôi bước xe vào đây. Tôi đã giao xe cho mấy anh rồi. Đúng không? Tôi đã giao xe cho mấy anh rồi. Tôi nói là tôi đã xỉn rồi. Mấy anh không chịu. Tôi đã xỉn rồi. Mấy anh không chịu mấy anh rồi. Rồi kêu tôi thổi nào. Đúng rồi, phải kiểm tra nồng độ cồn mới biết. Thì tôi giao xe cho mấy anh rồi. Tôi giao hết toàn bộ xe cho mấy anh rồi. Tôi đi về, ngày mai tôi xử lý sao. Mấy anh không chịu. Không có, anh đợi tôi làm biên bản xong anh cứ đi về. Mấy anh không chịu. Đợi tôi làm biên bản xong anh đi về. Nhưng mà cái này là sai. Sao sai? Lý do là anh xử lý sai. Anh đã bấm trong cái vấn đề đó, không ai quay được cái vấn đề tình thế. Anh thầy với lòng anh đi. Anh thầy đi. Nếu mà anh nói sai nữa là tôi đã chấp nhận là tôi đã xỉn rồi. Còn anh mà xử lý mà theo luật á, anh thầy đi. Anh thầy với ông bà cha mẹ của ông đi, tổ tiên của anh đi. Tôi làm đúng rồi, tôi cần thầy. Anh thầy đi, anh chết. Anh chắc mà anh không còn thấy á, anh thầy đi. Tôi thầy với vừa. Tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm. Đó, ai trách nhiệm với anh? Ai trách nhiệm với anh? Ai trách nhiệm với anh? Đó, tôi nói vợ với anh thôi. Bước chân vào đây. Tôi đã giao hết xe, giao hết tài sản rồi. Lỡ cho tai nạn rồi sao? Mà anh không muốn. Còn anh này nè, lúc nào á ngồi ở đây nè. Bấm vào bát tôi. Ngồi đi ra nè nói một cái câu chuyện của tôi đúng không? Không, cái chuyện là hành sự chìm, anh là cái hành sự chìm. Anh bắt người ta mà bắt không đúng luật, anh hùa nhau. Bây giờ tôi nói luôn á, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng là ông quên. Quên à? Tôi
chỉ thích là ông Nguyễn Tấn Dũng gì đó. Tôi chỉ thích ông Nguyễn Tấn Dũng à. Giờ tôi nói thiệt luôn anh em, mà nếu anh em bây giờ tôi nói theo cái tình cảm thật sự, nếu anh em làm theo cái chính nghĩa, người miền Nam phải hiểu rõ dân mình miền Nam của mình như thế nào. Tôi sẵn sàng tôi hy sinh chiếc xe này, tôi sẵn sàng tôi hy sinh tất cả mọi vấn đề. Có thể ngày mai tôi vô tù, vô tù gì mấy anh á, tôi vô tù gì mấy anh á, mấy anh gì dùng dùng đúng luật mà không đúng nghĩa. Ai mấy cái người dân này là chỉ là mù quáng. Anh là chỉ là trẻ trên trên họ là chỉ là một cái bản, chỉ là một cái bản vẽ là mù quáng. Mấy anh thật sự thì mấy anh là đồng tiền, cái lương có đồng tiền mấy anh thật sự, mấy anh thật sự mấy. Bây giờ tôi nói là tôi sai, tôi không nói nữa, tôi đã càng nói càng sai. Tôi không có im lặng, tôi không yên lặng. Tôi nói đi. Tôi không yên lặng. Tất cả ở đây bà con ở đây.